đang lượm từng các cái moi từng cái đấy để lấy cái vỏ nhựa ra. Rồi coi xem là người ta vứt cái gì thì cố lấy. Để không biết là ở nước ngoài thì có những người đi nhặt lượm ve chai này không, chứ ở quê ở Việt Nam chúng ở Sài Gòn thì nhiều người đi móc bọc, móc bằng tay luôn nhé, không có đeo bao tay bao tiếc gì cả. Để mà gom và bán được một cái số lượng lớn thì Tuấn Dương nghĩ rằng là cũng rất là vất vả. Kiếm được cái đầy xe này chắc phải đi có buổi. Thôi hôm nay cứ rảnh rang phải đi theo xem người ta làm lụng như thế nào, rồi lát xíu hỏi thăm về cuộc sống của cô ra sao. Thấy người này là họ đi là đi nhặt ve chai, là những người nhặt chân chính này. Cũng khá lớn tuổi rồi, hình như cô này cô ấy vứt hình như cô kia cô vứt cái đó đi thì không biết là có thể cô lại quay lại cô xin cái nắp đó hay chăng. Đấy, cô lại cô xin. Cô cảm ơn vì đã giục cái đó. Rồi giờ lại lên xe đi tiếp. Lại phát hiện thấy có một cái đống rác khác họ vứt ở ngay dưới chân cột điện đấy các bạn. Cái thời điểm này là cái thời kỳ gọi là thắt lưng buộc bụng. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng, kinh tế khó khăn ai cũng khó, nên là bây giờ rác kiếm cũng không được nhiều. Thì giờ Tuấn Dương thấy cô lại đang ngồi, cô ấy móc từng các cái bịch rác đó ra. Xem là trong cái, thường là các bạn biết là trong cái rác thải sinh hoạt thì nó nhiều thứ linh tinh lắm. Nhiều thứ linh tinh lang tang. Đấy, cô lại ngồi, cô ấy, mình phải duy trì một cái khoảng cách xa. Cách xa cô ấy chừng, mình ước lượng chắc nó cũng cỡ vào 20-30 mét. Cô đã móc được mấy cái hộp rồi. Rồi thế ngon cơm rồi. Những cái hộp này là hộp nhựa bằng mủ, có thể bán được. Đấy, cô gõ lon con nó kêu để cho nó rớt những các cái hình như hai cái vỏ lon sữa. Người ta vứt cái rác vào thì cô sẽ moi từ trong đó ra. Cô ấy đổ, cô dốc ra để lấy cái hộp, cái này bán ký quá. Cũng cực phết đấy các bạn ơi, cái nghề ve chai cũng không phải dễ đâu. Đầu tiên là mình cũng phải chịu khó tìm tòi, xem là đâu có đống rác thì lại bới. Rồi sau khi bới xong thì phải phân loại, từng thứ một. Rồi cũng phải chấp nhận chịu bẩn, bẩn tay bẩn chân, rồi cũng phải chấp nhận là hôi thối. Nhiều khi họ đổ các cái rác thải thì cái mùi hôi thối họ đổ ra, mà phải đi lượm nhặt từng thứ một. Rồi bây giờ mà cố khuất rồi mình lại đi tiếp. Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý cô bác anh chị, hiện nay Tuấn Dương đang có mặt trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Và đường Nguyễn Tri Phương ngày hôm nay thì cũng khá là vắng vẻ. Bây giờ đang là 14:30 và hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2020. Nơi Tuấn Dương đang đứng, đây là góc đường
Nhật Tảo cắt với Nguyễn Tri Phương. Thì mình sẽ từ cái đường Nhật Tảo này sẽ đi về phía ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Sẽ đi về phía ngã 6 Nguyễn Tri Phương và quẹo phải vào đường Nguyễn Chí Thanh là đường Trần Hoàng Quân. Trong đó thì sẽ đi qua những các cái con đường như là Vĩnh Viễn, Hòa Hảo, rồi đường Vĩnh Viễn, Hòa Hảo, Đào Duy Từ, rồi tới phía ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Bây giờ đang là cái giờ mà mọi người đi làm về các bạn ạ. Thì cái giờ này cũng là cái giờ cao điểm. Con đường Nguyễn Tri Phương này có hai hàng cây ở hai bên. Đây là những cái cây thông dầu, cây sao gì đó. Và nó có cái đây, Tuấn Dương sẽ tạm dừng đây chút xíu. Đợt này điện thoại quá trời các bạn ạ, nghe không kịp luôn. Dạ alo. 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 Nghe. Dạ dạ dạ, con cảm ơn cô. Dạ chào cô ạ. Dạ dạ dạ, con chào cô ạ. Dạ. Quá trời điện thoại luôn á các bạn. Gọi ngay không kịp luôn. Đây mình có gặp một bà cụ này đi nhặt ve chai này các bạn này. Đó, nhìn bà ấy đi hai cái chân bà ấy bò tới bò lui. Bà ấy chở một cái thùng, bà ấy chở cái gì đây ta. Trên này bà ấy, chắc bà ấy lượm cái giá sách về. Cái này giá sách bằng gỗ người ta vứt đi rồi. Đây thì cũng là những cái người mà khó khăn. Nói chung là những người này là đi lượm ve chai nhặt rác. À. Bà đang quẹo phải vào đường Đào Duy Từ. Rồi chúng ta sẽ đi theo bà cụ một đoạn nhé. Đó. Không có đạp được, nó cồng kềnh quá nên là không có đạp được. Một tay thì giữ cái giá sách bằng gỗ ở trên, rồi ve chai túi nhựa buộc chằng buộc tùm lum tà la vô cái chằng buộc tùm lum tà la vô cái xe đạp. Người này chắc đang nhặt ve chai này. Đó, bà đi, cái chân bà đi kiểu, rồi Tuấn Dương sẽ đi lên chút xíu.
mình lên chút xíu để mình dừng lại, mình coi xem bà sẽ đi tới tận đâu. Đó, bên kia đường cũng có người đang đi nhặt ve chai này. Đó, đây bà cô này vẫn, các bạn nhìn đấy, cái chân vẫn bơi bơi như hai con vịt đấy. Như cái chân vịt đạp đạp. Đó, không biết là cô sẽ đi về tới tận đâu. Còn bên này cái ông chú này này cũng khom lưng đi nhặt ve chai này các bạn này. Cũng chẳng có gì mà nhặt vì hàng quán thì họ đóng cửa bằng sét. Hàng quán thì mùa này đóng cửa rồi các bạn. Giờ chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Giờ các cái bên họ mang các cái giấy đi cho các cái nhà hàng, khách sạn, những nơi mở cửa thì phải ký vào, chắc là ký để phòng chống Covid. Đây là góc Nguyễn Tiểu La với Đào Duy Từ. Đây, chúng ta sẽ đi theo cái bà cô này xem về chai về trước cái bà nhặt nó ra sao. Đó, bà cô này có vẻ sức khỏe thì khỏe hơn cái bà cô chiều hôm qua mà mình quay. Đó, vẫn bơi bơi đi, đi cũng khá xa, kiếm được cái kiếm được cái thùng gỗ ở trên này, cô ấy chở đi, chở về không biết là nhà ở đâu. Chắc lấy cái giá sách đấy về để đồ. Đó, cô cứ đi như vậy cũng khá xa, chắc cũng mấy cây số rồi. Này, Tuấn Dương sẽ đi theo cái nhân vật này xem họ đi những đâu nhé. Theo chân các bạn, những cái mảnh đời mà đi nhặt ve chai. Thực ra thì mình muốn giúp là mình muốn giúp những cái người mà lao động chân chính và họ đang nghèo khổ thực sự cơ. Đây vẫn đang là đường Đào Duy Từ các bạn ạ. Kia cũng có một người đi xe lăn lóc. Đó, ông chú này còn cởi trần nữa, đi xe lăn lóc. Đây các chú này không biết chú ấy định lắc xe đi đâu ta. Rồi Tuấn Dương sẽ quay xe đi theo cái bà cô này. Đó, bà cô này đi một cái đoạn đường khá xa. Nhiều khi đèn đỏ bà cũng không dừng luôn. Đó, các bạn thấy vẫn hai chân vẫn bơi 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 để chở cái chắc cô này cô đi qua đường quá, qua ngã tư luôn. Đây mình phải qua ngã tư sớm. Nhắc tới cái vựa ve chai này mình sẽ tạm dừng lại xíu. Đây, cái khu này là cái vựa ve chai các bạn ạ. Thì không biết là cô ấy có dừng ở đây để cô ấy bán ve chai không. À không, cô vẫn đi tiếp.
Cô vẫn đi tiếp các bạn ạ. À rồi, hình như là cô ấy bắt đầu dừng lại rồi. Cô ấy dừng lại và cô ấy kêu những cái người nhờ những cái người bán ở đó đỡ xuống đó. Đây là đã đỡ xuống cái không biết cái giá sách đó bằng gỗ hay bằng nhựa đó. À bằng nhựa. Về cái giá đó bằng nhựa cô đã bán xong được rồi. Hình như là được 20.000. Rồi. Đây bán được 20.000, giờ cô quay lại. Cô quay xe lại, cô đi tiếp, không biết cô đi đâu ta. Đó. Bán được cái giá đấy là được 20.000 rồi, giờ chắc đi tiếp. Tấn Dương cũng sẽ lại quay xe lại. Xíu thì có lẽ mình sẽ hỏi thăm sau. Nhưng giờ thì thôi cứ đi coi là xem là các cái vựa ve chai ở đâu. Mai mốt mà có hành nghề ve chai thì cũng biết chỗ mua chỗ bán biết chỗ đi lượm nữa. Hay là một cái giá sách bằng nhựa cô ấy đi thì cô ấy bán được với cái mới bán được với giá là 20.000, giờ cô lại đi tiếp. Hình như là đang dừng ở đây xem có cái gì để lượm không này. Đó. À cái giấy bìa kia thì thấy bây giờ cô để lên trên này. Đó, cô đang để khá là nhiều thứ, bây giờ đang treo lại chắc là để đạp xe cho nó dễ. Giờ bắt đầu cô ấy bước xuống rồi. Bước xuống và như là đang có ý định là nhặt thêm, quay lại cái phía đằng sau này để nhặt thêm những cái ve chai. Thì do là Tấn Dương đã đi lỡ trớn nên là mình không có quay. À đấy, thấy cô nhặt được một cái ve chai, một cái vỏ bao thuốc lá, một cái vỏ chai nhựa và một cái vỏ chai nhựa và một cái vỏ bao thuốc lá. Giờ cô lại lên xe, cô lại đi tiếp rồi. Đó. Rồi rớt mất cái bao ni lông, cô lại dừng lại để cô nhặt này. Đó, những cái người này là họ không có cái họ dùng cái xe đạp để họ đi, họ chở, và trên cái xe này là họ chở chẳng buộc đủ thứ luôn. Họ đi coi có cái gì không là họ nhặt, họ lượm. Đó, giờ như là đây, cô lại nhặt thêm được một ít giấy rồi. Nhặt thêm được ít giấy để mà đó. Lát xíu nếu mà mình sẽ hỏi là tại sao cô này cô lại không chịu bán cái phần ve chai mà cô ấy có, mà lại để dành làm gì, mang đi cho nó nặng. Có lẽ là mỗi nơi thì nó sẽ có cái mức giá khác nhau, để bán theo mối thì nó sẽ có giá hơn. Đây, mình cũng chưa hiểu, cái này mình cũng chỉ đoán như vậy thôi. Nhưng mà thôi sẽ tiếp tục đi theo cô ấy. Cũng phải duy trì một cái khoảng cách nó xa xa. À kìa, cô nhìn thấy bên đường kìa. Cô nhìn thấy bên đường có người ta vứt những các cái giấy vụn với giấy lộn. Thì chắc cô sẽ dừng xe để cô ấy lấy đó các bạn. À đấy, dừng xe. Đây các bạn ơi, cô ấy dừng xe để cô ấy quay lại, chắc là cô ấy nhặt thêm từng các cái vỏ chai, vỏ lon người ta vứt đi. Mình thấy có hai cái vỏ mủ với lại một cái vỏ lon bằng hình như lon bò húc gì đấy, vỏ lon đấy bằng nhôm. Đó, cô ấy còn bới thêm, lấy cái nắp bằng nhựa.
Trong Sài Gòn thì họ gọi cái nắp nhựa này là cái nắp mổ. Đó. Rồi cô lại bước tới tiếp. Đây chúng ta bước tới tiếp một xíu. Đấy, cô lại dùng cái bao tải kia, cô nhặt từng cái những các cái giấy ráp có thể gom lại để bán. Kiếm cũng làm như vậy các bạn, có thể cũng hơi vất vả. Đó, giờ cô lại bơi cô đi. Bơi như là hai cái chân của con vịt. Đây đang là đường Ngô Quyền nha các bạn. Này là 46 Ngô Quyền. Đó, và bây giờ Tuấn Dương thấy cô lại đi tiếp rồi. Đó, cô đang đi phía trước mặt kia kìa. Đấy, cô dừng lại có một người mua đồ họ chắn ngang, nhưng mà Tuấn Dương thấy thì cô ấy đang cũng vẫn lết. Cô đi ở bên vỉa hè, giờ này coi có ai dọn nhà thì họ dục cái gì thì nhận cái đó. Đây, Tấn Dương lại thấy cô mình lại thấy cô ở đây, cô ấy nãy vừa nhặt được cái mớ gì đó không biết. Hình như cô này cô nhặt ở cả hai bên đường, cứ đi tới đâu có cái gì là cô nhặt cái đó. Đó, thấy cái ly này, cái ly nhựa, thấy cái ly mủ này cô lại bỏ xuống. Đó, cô đổ nước ra ngoài, những cái ly người ta uống còn một chút, đi gom từng cái ly mủ như thế. Đó. Ông cố sẽ đổ nước ra ngoài. À, lấy nước rửa tay luôn. Rồi. Lấy nước rửa tay rồi sau đó chắc sẽ đổ cái nước đó đi. Đó, cái tay thì bốc rác bẩn, bốc thẳng. Rồi lại đổ đi. Lấy cái ly nhựa đó. Tích cóp cũng nhiều phết đấy. Để gom được một mớ này mà bán thì chắc cũng khó đấy các bạn ạ. Đó, lại đi tiếp. Đấy, đang coi xem bên kia có cho cơm không. Bên là cái tiệm chay Bình An, không biết họ có cho cơm không. Đó, cô nhìn giờ cô lại đi tiếp rồi. Rồi bây giờ thì Tuấn Dương lại đi theo thôi. Đi theo coi xem là cô ấy lấy những cái gì. Đó, đó, những cái bịch rác này các bạn nhìn là họ dục cái rác ra rồi. Họ dục rác ra thì họ dục rác ra thì cô ấy bới từng cái túi rác đó. Cô ấy bới xem là có cái gì không để cô ấy lượm lặt. Đó, cô ấy lượm. Mình thấy là cô ấy cái túi rác đó, cô dục cô người ta thì người ta vứt cái rác đi.
ra ngoài, nhưng mà cô ấy lượm từng các cái bọc. Đó, cô ấy đang lượm từng các cái, moi từng cái đấy để lấy cái vỏ nhựa ra, rồi coi xem là người ta vứt cái gì thì cô lấy. Đấy, không biết là ở nước ngoài thì có những người đi nhặt lượm ve chai này không, chứ ở quê ở Việt Nam, chúng ở Sài Gòn thì nhiều người đi móc bọc, mà móc bằng tay luôn nhé, không có đeo bao tay bao tiếc gì cả. Đấy, để mà gom và bán được một cái số lượng lớn thì Tuấn Dương nghĩ rằng là cũng rất là vất vả. Kiếm được cái đầy xe này chắc phải đi cả buổi. Thôi hôm nay cứ rảnh rang thì đi theo xem người ta làm lụng như thế nào. Rồi lát xíu hỏi thăm về cuộc sống của cô ra sao. Thấy người này là họ đi là đi nhặt ve chai, là những người nhặt chân chính đấy. Cũng khá lớn tuổi rồi, hình như cô này cô ấy vứt. Hình như cô kia cô vứt cái đó đi thì không biết là có thể cô lại quay lại cô xin cái nắp đó đi hay chăng. Đấy, cô lại cô xin. Cô cảm ơn. Cảm ơn vì đã giục cái đó. Rồi giờ lại lên xe đi tiếp. Đó, lại phát hiện thấy có một cái đống rác khác họ vứt ở ngay dưới chân cột điện này các bạn. Cái thời điểm này là cái thời kỳ gọi là thắt lưng buộc bụng. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng, kinh tế khó khăn ai cũng khó, nên là bây giờ rác kiếm cũng không được nhiều. Thì giờ Tuấn Dương thấy cô lại đang ngồi, cô ấy móc từng các cái bịch rác đó ra. Xem là trong cái, thường là các bạn biết là trong cái rác thải sinh hoạt thì nó nhiều thứ linh tinh lắm. Cũng nhiều thứ linh tinh lang tang. Đấy, cô lại ngồi cô ấy bới. Đó. Mình phải duy trì một cái khoảng cách xa. Cách xa cô ấy chừng mình ước lượng chắc nó cũng cỡ vào 20-30 mét. Cô đã móc được mấy cái hộp rồi. Rồi thấy ngon cơm rồi. Những cái hộp này là hộp nhựa bằng mủ, có thể bán được. Đấy, cô gõ lon con nó kêu để cho nó rớt những các cái. Đấy, hình như hai cái vỏ lon sữa. Đó. Người ta vứt cái rác vào thì cô sẽ moi từ trong đó ra. Cô ấy đổ cô dốc ra để lấy cái hộp, cái này bán ký quá. Cũng cực phết đấy các bạn ơi, cái nghề ve chai không phải dễ đâu. Đầu tiên là mình cũng phải chịu khó tìm tòi, xem là đâu có đống rác thì lại bới. Rồi sau khi bới xong thì phải phân loại, từng loại, từng thứ một. Rồi cũng phải chấp nhận chịu bẩn, bẩn tay, bẩn chân. Rồi cũng phải chấp nhận là hôi thối. Nhiều khi họ đổ các cái rác thải thì cái mùi hôi thối họ đổ ra, mà phải đi lượm nhặt từng thứ một. Rồi bây giờ mà cố khuất rồi mình lại đi tiếp nhé. Đó. Đó, sau khi mà cô đi thì những cái phần rác gần như là không còn cái gì nữa. Rồi bây giờ Tuấn Dương thấy cô lại có vẻ như cô quẹo qua đường Tân Phước.
cô đã thấy có cái vỏ chai rồi. Giờ lại tiếp tục bơi. Mà chắc là cô đi quá trớn nên cô không để ý. Đó, giờ lại dừng xuống để chắc là cô ấy lại tiếp tục cô ấy bới. Bới xem là còn có cái gì hay không. Đó, và cô ấy cứ đi như vậy thôi. Như là cô đang kiếm tìm những các cái gì mà còn sót lại. Thì chắc có thể Tuấn Dương sẽ chờ cô chút xíu nữa thôi, xong rồi mình sẽ hỏi. Mình sẽ hỏi thăm xem là tình hình là cô đi như thế thì được bao nhiêu tiền một ngày. Đây chắc dừng lại hỏi thăm cô. Chắc móc tiền ra trước đã. Đây, Tuấn Dương sẽ hỏi thăm cô nhé. Cô còn đang bỏ từng cái vỏ chai đó vô trong. Thấy cô cũng khá vất vả. Bộ quần áo thì cũng nhăn nheo cũ kỹ. Đây ông chú này như lại dục cái bịch rác ra ngoài. Giờ cô lại cô đang tìm xem là có gì. Cô ơi cô, cô cho con hỏi xíu. Cô dừng lại con hỏi xíu. Cô có mua ve chai không? Hay cô chỉ nhặt thôi? Cô đứng gần sát vào đây này, con hỏi thăm xíu. Ê, cô nhặt này thì ngày được bao tiền? Dạ, thế là đem đi bán được lại đi kiếm nữa. Thế nhưng mà thường một ngày thì được bao tiền cô? 20-30 và dễ lắm, chắc có 3.000, 4.000. Vậy à? Đâu có như vậy, nó bẩn bẩy bẩn bả, cái gì như thế này, đi trà đâu có nhiều. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi thưa cô? 60. Nhà quê, à, nhà cô ở đâu cô? Có người ở cho ở nhờ. Vườn quê cô ở Châu Đốc. Thế còn cô làm nghề chính là nghề gì thưa cô? Thì có bán vé số à, chứ đâu có bán nhiều. Trước bán vé số á? Bán vé số cũng có bán, nhưng mà tại vì á, đi nhiều quá chân đau đi trên trời. Vâng. Ra bán như gần 200 tờ. Bây giờ đông người ta bán quá rồi không. Vâng. Thế bây giờ mỗi ngày đi nhặt ve chai ngày nhiều nhất được nhiêu tiền cô? Bao hơn chục. Hồi nãy cô đi cô bán cái gì đấy cô? Hồi nãy cô bán cái giá sách à? Được bao tiền? Sách hả? Có 1.200. Không, cái đấy cô bán cái gì cô chở? Cái tôn. À cái đó một tôn. Kệ, người ta bỏ đó. Vâng, bán được nhiêu tiền cô? Chờ 12.000. Bao nhiêu cô? 12.000. À. Tại vì hả, lận cái này nè, thấy cái đó người ta bỏ luôn cái kệ. Dạ. Sẵn đường sắp khi bán. Thế sao cái này không bán nốt ở đấy đi cô? Chỗ đó không mua. À chỗ đó không mua, chỉ mua sắt đấy. Mua đồng, mua than à. Bởi vì khó khăn lắm. Còn cái này thì bán ở đâu thưa cô? Cái này xa lắm, tại vì hả, đem nước ngoài Võ Văn Kiệt. Võ Văn Kiệt đó. À. Con đi con hỏi thăm xem là có để con cũng đi nhặt ve chai ấy. Chú thì cái nhặt ve chai vậy. Nói như thế bây giờ cô sống là cô ở đâu? Giờ thì cô ở đâu chứ cô? Sống hả? Vâng, bây giờ cô ở chỗ nào? Đường á, đường Hòa Bình á, như lại gì á, bây giờ đang
ban ngày lượm tới khuya luôn. Rồi thôi cô ơi, hôm nay định đi theo cô lúc nữa mà thấy mỏi quá. Bây giờ giúp cô ít tiền cho cô bớt khó khăn được không cô? Cô đứng gần vô trong này. Đây gửi biếu cô đây là 500 ngàn. Cô đứng gần đây, cô đứng ra đằng trước này. Đây đây cô nhận đi, đây đây. Rồi rồi, gửi cô. Cô đếm đi xem bao nhiêu tiền cô. Cô đếm đi coi bao nhiêu tiền. 500 ngàn. À. 500 ngàn này là của cô Thảo bên Úc nhé. Thế 500 ngàn này nếu mà đi nhặt ve chai bao lâu mới nhặt được? Lâu lắm ạ. À. Lâu là bao lâu cô? Đâu có nói được. Khi để nó cho nhiều, để nó ít. Dạ. Đi nó mỏng quá, làm mấy cái ly mũ đó, nó nhẹ lắm. Đấy, đi lượm hoài, lượm hoài. Dạ. Lượm riết luôn á. Lượm riết luôn. Không lượm làm sao có. Mà thấy đây có một chút rồi đó. Dạ. Thế không có con cái gì nó nuôi à? Nó đi học bây giờ, lúc này nó không có đi học rồi. Dạ. Tại vì lúc này nó nghỉ rồi, làm sao đi học. Dạ. Và tại vì khổ. Con thấy áo cô rách rồi kìa, bữa nào mua cái quần áo khác mặc đi. Nhá, có cần quần áo mà con cho. Giặt rồi mấy kia, tại có khi đi lâu mấy ngày mới giặt một lần. Đi mấy ngày mới giặt một lần đó. Đồ cực quá rồi đó, giặt cái hả? Đi lo đi không rồi đâu có ở không. Dạ, dạ. Ở sống con gì con cho tiền nữa. Dạ. Thôi đợt này có ai cho tiền cô không? Cô Thảo hả? Đợt này có ai cho tiền cô không? Lâu lâu mới có người cho 1-2 chục. Lâu lâu mới có người cho 1-2 chục à. Rồi hôm nay cô xem cô về cô mua mì mua gạo hay gì đấy cô ăn nhá. Hoặc là cô thích ăn gì cô ăn. Dạ, cảm ơn. À. Thôi cô đi đi không tối cô. Dạ, cảm ơn. Rồi, con chào cô nhá. Đấy, thưa cô bác anh chị thì Tuấn Dương vừa mới dùng cái số tiền của chị Thảo để trao cho cô về chai số tiền 500 ngàn. Bây giờ cô lại đi và mình cũng không thể theo cô đi mãi được. Nói chung là chỉ khắc họa những các cái hình ảnh như vậy để cô bác anh chị mình dễ hình dung về cái cuộc sống ở Việt Nam. Những cái người khốn khổ thì họ sống như thế nào. Những cái rác vứt đi này các bạn này, thì có thể đối với nhiều người là vứt đi, nhưng mà đối với cô thì nó lại là một cái gì đó để cô kiếm sống qua ngày. Và dáng cô thì vẫn đi liêu siêu ở phía đằng trước. Hẹn gặp lại cô bác anh chị mình trong những video tiếp theo của Tuấn Dương. Rồi bye bye. Các cô vẫn đang bỏ từng cái vỏ chai đó vô trong. Thấy cô cũng khá vất vả, bộ quần áo thì cũng nhăn nheo cũ kỹ. Đây ông chú này như lại giục cái bịch rác ra ngoài. Giờ cô lại cô đang tìm xem là có gì. Cô ơi cô, cô cho con hỏi xíu. Cô dừng lại con hỏi xíu. Cô có mua ve chai không? Hay cô chỉ nhặt thôi? Cô đứng gần sát vào đây này, con hỏi thăm xíu. Ê, cô nhặt này thì ngày được bao tiền? Nhặt thấy là đem đi bán rồi là đi kiếm nữa. Thế nhưng mà thường một ngày thì được bao tiền cô? Hai ba chục rẻ lắm. Vậy à? Đâu có nhiều. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi thưa cô? 60. Nhà quê à, nhà cô ở đâu cô? Quê ở gì đó, ở Châu Đốc có đâu phải đây đâu, nhưng mà tại vì ở quen nó cho ở nhờ. À, ở có người ở cho ở nhờ. Quyền quê cô ở Châu Đốc. Thế còn cô làm nghề chính là nghề gì thưa cô? Thì có bán vé số à, chứ đâu có bán gì. Trước bán vé số á? Bán vé số cũng có bán, nhưng mà tại vì đi nhiều quá chân đau. À, vâng. Người ta bán như gần 200 tờ. Bây giờ đông người ta bán quá được không? Vâng. Thế bây giờ mỗi ngày đi nhặt ve chai ngày nhiều nhất được nhiêu tiền cô? Căng lắm, 30 chục. 30 chục. Hồi nãy cô đi cô bán cái gì đấy cô? Hồi nãy cô bán cái giá sách à? Được bao tiền?
cách xã. Có ngàn hai. Không, cái đấy cô bán cái gì cô chở? Cái tôn. À, cái đó là tôn. Để người ta bỏ đó. Vâng, bán được nhiêu tiền cô? Cho 12 ngàn. Bao nhiêu cô? 12 ngàn. À. Tại vì hả, lượm cái này nè, thấy cái đó người ta bỏ luôn. À, dạ. Thế sao cái này không bán nốt ở đấy đi cô? À, chỗ đó không mua, chỉ mua sắt được. Mua đồng, mua than. À. Bởi vì khó khăn. Còn cái này thì bán ở đâu thưa cô? Cái này xa lắm, tại vì đó, hả, đem thuốc ngoài chỗ Văn Kiệt. Võ Văn Kiệt á? À. Con đi con hỏi thăm xem là có để con cũng đi nhặt ve chai ấy. À. Nói như thế bây giờ cô sống là cô ở đâu? À? Giờ thì cô ở đâu thưa cô? Sống hả? Vâng, bây giờ cô ở chỗ nào? À, ban ngày lượm tới khuya luôn. Rồi thôi cô ơi, hôm nay định đi theo cô lúc nữa mà thấy mỏi quá. Bây giờ giúp cô ít tiền cho cô bớt khó khăn được không cô? Cô đứng gần vô trong này. Đây gửi biếu cô đây là 500 ngàn. Cô đứng gần đây, cô đứng ra đằng trước này. Đây đây cô nhận đi, đây đây. Rồi rồi, gửi cô. Cô đếm đi xem bao nhiêu tiền cô. Cô đếm đi coi bao nhiêu tiền. 500 ngàn. À, 500 ngàn này là của cô Thảo bên Úc nhé. Thế 500 ngàn này nếu mà đi nhặt ve chai bao lâu mới nhặt được? Lâu lắm ạ. À. Lâu là bao lâu cô? Đâu có nói được. Khi để nó càng nhiều, để nó ít. Dạ. Đi nó mỏng quá, làm mấy cái ly mũ nó nhẹ lắm. Bởi đi lượm hoài, lượm hoài. Dạ. Lượm riết luôn á. Lượm riết luôn. Lượm làm sao có. Thấy đây có một chút rồi đó. Dạ. Thế không có con cái gì nó nuôi à? Nó đi học bây giờ, lúc này nó không có đi học rồi. Dạ. Tại vì lúc này nó nghỉ rồi, làm sao đi học. Dạ. Và con thấy áo cô rách rồi kìa, bữa nào mua cái quần áo khác mặc đi. Nha, có cần quần áo mà con cho. Giặt rồi, mấy kia, tại có khi đi mấy ngày rồi cứ giặt một lần. Đi mấy ngày mới giặt một lần đó. Dạ, dạ. Vâng. Thế thưa, đợt này có ai cho tiền cô không? Đợt này có ai cho tiền cô không? Lâu lâu mới có người cho 1-2 chục. Lâu lâu mới có người cho 1-2 chục à. Rồi hôm nay cô xem cô về cô mua mì, mua gạo hay gì đấy cô ăn nhá. Hoặc là cô thích ăn gì cô ăn. Vâng. Thôi cô đi đi không tối cô. Rồi, con chào cô nhá. Thì thưa cô bác anh chị thì Tuấn Dương vừa mới dùng cái số tiền của chị Thảo để trao cho cô ve chai số tiền 500 ngàn. Bây giờ cô lại đi và mình cũng không thể theo cô đi mãi được. Nói chung là chỉ khắc họa những các cái hình ảnh như vậy để cô bác anh chị mình dễ hình dung về cái cuộc sống ở Việt Nam. Những cái người khốn khổ thì họ sống như thế nào. Những cái rác vứt đi này các bạn này. Thì có thể đối với nhiều người là vứt đi, nhưng mà đối với cô thì nó lại là một cái gì đó để cô kiếm sống qua ngày. Và dáng cô thì vẫn đi liêu siêu ở phía đằng trước. Hẹn gặp lại cô bác anh chị mình trong những video tiếp theo của Tuấn Dương. Rồi bye bye. Đó, giờ cô vẫn lại tiếp tục rong ruổi trên con đường. Đó, đây là những cái người mà ở cái lê tầng lớp tận cùng của xã hội. Người ta già cả và mất cái sức lao động. Đó, bây giờ Tuấn Dương sẽ đi qua cô. Chắc để cô đi thì cứ nhìn về phía bên tay phải. Có ai người ta lượm nhặt, người ta vứt cái gì thì cô sẽ lấy. Đó. Đó, bên kia thấy có những người vứt cái thùng giấy này. Chắc là cô sẽ sang để cô lấy cái thùng giấy. Rồi thôi Tuấn Dương sẽ đi nhá. Mình sẽ để cô lại với cái những cái công việc của cô. Thế còn nếu mà có thời gian thì có thể đi theo cô rồi tới tận cả cái vựa ve chai. Coi xem là
cô mua xong rồi cô bán nó như thế nào. Để các bạn thấy là cuộc sống bây giờ cũng chúng ta buộc cũng phải thắt lưng buộc bụng thôi. Bây giờ không có thể vung tay quá chán được. Ngày xưa thì người ta vẫn hay có một cái câu là nghèo thì nghèo cũng phải cho cu tèo đi học. Nhưng mà bây giờ thì nhiều khi ăn chẳng có thì lấy gì cái chuyện học. Nên mình cũng không biết nói cái gì nữa. Chỉ biết là trong cái phạm vi của mình thì cái gì có thể chia sẻ được thì mình chia sẻ. Cái gì mà có thể giúp được thì giúp, nhưng mà cũng giúp do duyên thôi. Gặp tới đâu thì giúp tới đó, chứ cũng không phải là mình giúp được tất cả mọi người. Đây lại một bà nữa đi đẩy ve chai đây. Để như hai bà cháu, bà đẩy đứa cháu gái đi. Nhưng mà Tuấn Dương có việc nên là Tuấn Dương không có đi theo bà nữa. Chứ còn những cái người nghèo khổ khó khăn ở Sài Gòn bây giờ nhiều lắm các bạn ạ. Video của Tuấn Dương xin phép sẽ dừng tại đây nhé. Cảm ơn cô bác anh chị mình đã quan tâm theo dõi. Và hãy đừng quên bấm nút like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Bye bye các bạn. Đó, đây bà cô này vẫn các bạn nhìn đấy, cái chân vẫn bơi bơi như hai con vịt, như cái chân vịt đạp đạp. Đó, không biết là cô sẽ đi về tới tận đâu. Còn bên này cái ông chú này này cũng khom lưng đi nhặt ve chai này các bạn này. Đó. Cũng chẳng có gì mà nhặt vì hàng quán thì họ đóng cửa bằng sét. Đây các bạn ơi, cô ấy dừng xe để cô ấy quay lại, chắc là cô ấy nhặt thêm từng các cái vỏ chai, vỏ lon người ta vứt đi. Mình thấy có hai cái vỏ mủ với lại một cái vỏ lon bằng hình như lon bò húc gì đấy, vỏ lon đấy bằng nhôm. Cô đây còn bới thêm lấy cái nắp bằng nhựa. Trong Sài Gòn thì họ gọi cái nắp nhựa này là cái nắp mủ. Rồi cô lại bước tới tiếp. Đây chúng ta bước tới tiếp một xíu. Đấy, cô ấy lại dùng cái bao tải kia, cô ấy nhặt từng cái những các cái giấy rác có thể gom lại để bán. Kiếm cũng làm như vậy các bạn, có thể cũng hơi vất vả. Nói giờ cô lại bơi bơi cô đi. Bơi như là hai cái chân của con vịt. Đây đang là đường Ngô Quyền nha các bạn. Này là 46 Ngô Quyền. Đó. Và bây giờ Tuấn Dương thấy cô lại đi tiếp rồi. Đó. Cô đang đi phía trước mặt kia kìa. Đấy, cô dừng lại có một người mua đồ họ chắn ngang, nhưng mà Tuấn Dương thấy thì cô ấy đang cũng vẫn lết. Cô ấy đi ở bên vỉa hè, giờ này coi có ai dọn nhà thì họ dục cái gì thì nhận cái đó. Cô ấy đổ nước ra ngoài, những cái ly người ta uống còn một chút, đi gom từng cái ly mủ như thế. Đó. Ông cố sẽ đổ nước ra ngoài. Lấy nước rửa tay luôn. Rồi. Lấy nước rửa tay rồi sau đó chắc sẽ đổ cái nước đó đi. Cái tay thì bốc rác bẩn, bốc thẳng. Rồi lại đổ đi. Lấy cái ly nhựa đó. Tích cóp cũng nhiều phết đấy. Gom được một mớ này mà bán thì chắc cũng khó đấy các bạn. Đó, lại đi tiếp. Đấy, đang coi xem bên kia có cho cơm không. Bên là cái tiệm chay Bình An, không biết họ có cho cơm không. Đó, cô nhìn giờ cô lại đi tiếp rồi.